Ứng viên Tổng thống Mỹ Robert F. Kennedy Jr. tin rằng quyết định chuyển tiêm kích F-16 cho Ukraine là thảm họa đối với nhân loại. Tuyên bố của ông Kennedy được đưa ra sau khi Washington cho phép các đồng minh châu Âu chuyển chiến đấu cơ F-16 đã qua sử dụng đến Kiev. Ngay lập tức Đan Mạch và Hà Lan tuyên bố sẽ viện trợ F-16 cho Ukraine. Reuters dẫn lời ứng viên Tổng thống Mỹ Robert F. Kennedy Jr. nói, việc Nhà Trắng bật đèn xanh, các nước châu Âu viện trợ tiêm kích F-16 cho Ukraine không ngăn được thất bại của Kiev trong chiến dịch phản công. Bên được hưởng lợi lớn nhất là các nhà thầu quốc phòng Mỹ. Cũng theo ông Kennedy, xung đột Ukraine nên được giải quyết thông qua đàm phán. Việc cung cấp F-16 cho Kiev chỉ mang lại lợi ích cho các công ty quốc phòng, nhưng là thảm họa đối với nhân loại. F-16 sẽ không ngăn được thất bại của quân đội Ukraine trong chiến dịch phản công. Trong khi đó, những chiến đấu cơ này đòi hỏi quá trình đào tạo kéo dài và bảo trì tốn kém, ông Kennedy nhấn mạnh. Ứng viên Tổng thống Mỹ thuộc Đảng Dân Chủ từ lâu đã phản đối việc phương Tây viện trợ quân sự cho Ukraine. Ông cũng cho rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden nên thừa nhận thất bại ở Ukraine và tập trung các vấn đề trong nước. Ngày 20 tháng 8, đích thân Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte thông báo kế hoạch chuyển giao F-16 cho Kiev ngay trong chuyến thăm tiếp đón Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở nước này. Hôm nay chúng tôi có thể thông báo rằng Hà Lan và Đan Mạch cam kết chuyển giao máy bay F-16 cho Ukraine sau khi các điều kiện chuyển giao được đáp ứng, ông Rutte nói trong cuộc họp báo với Tổng thống Zelensky. Bộ Quốc phòng Đan Mạch cùng ngày cũng đưa ra một tuyên bố xác nhận cam kết cung cấp cho Kiev các máy bay F-16 sau khi một số điều kiện được đáp ứng. Các điều kiện này bao gồm nhưng không giới hạn thiết bị, tuyển chọn, kiểm tra và huấn luyện thành công đội ngũ quản lý và sử dụng F-16 của Ukraine cũng các loại giấy phép, cơ sở hạ tầng và hậu cần cần thiết. Kiev từ lâu đã yêu cầu các đồng minh phương Tây viện trợ chiến đấu hiện đại cũng như các loại vũ khí tiên tiến khác. Kiev cho rằng những chiếc máy bay này sẽ giúp họ xoay chuyển tình thế trong cuộc xung đột với Nga. Về phần Nga, Moscow đã nhiều lần cảnh báo phương Tây dừng việc chuyển giao vũ khí cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh hành động này chỉ càng đẩy hai bên đến đối đầu quân sự. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.